Xin chào các bác nhé, em mới về được một con âm ly cũng khá là nổi tiếng trong những dòng class A của Denon, 1090G. Chơi rất tốt tất cả dòng loa như là từ bass 30 cho đến bass 40. 1090G là phiên bản đời cao, nó chạy nguồn xuyến nha các bác. Đánh hai cầu loa AB hoặc là các bác có thể chơi AB cộng nha. Chạy sò MOSFET Optical class A. Có âm thanh nổi lo nét nha. Có cổng ba lăng để các bác chơi cổng ba lăng này. Bát chép, lo nét đầy đủ, âm thanh nổi đầy đủ luôn, không thiếu gì hết nha. Mạch mèo vàng ươm nha, mèo vàng gold nha. Máy đẹp long lanh, con này em đang giao các bác là 15 triệu 500 nha. 15 triệu 500. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt cho 200 nghìn. Còn 15 triệu 300. Đây, máy nội địa Nhật về, các bác thấy vo gỗ là vàng nâu nha các bác. Máy chắc nhất về, chưa qua tên sử dụng Việt Nam. Các bác thể thấy được độ nét này. Các bác nào thích thương hiệu Denon mà chạy mặt class A thì sự ngọt ngào. Nghi càng lâu càng hay, series là 1745 nha, 250W. Tất cả màu vàng, cộng ba lăng, hai cầu loa AB, A cộng B, phía A phía trên, B phía dưới nha các bác. Series là 1745, phía sau của em nó. Nói chung máy đẹp, gọi là không điểm trừ, không một vết cắn dù là nhỏ nhất luôn nha các bác. Này các bác thấy này, từ cái vỏ gỗ này các bác, hàng tuyến chọn nó kỹ lưỡng như vậy các bác. Phía trên nóc này, này cậu thấy phía trên nóc không? Mới tinh, mạch thì vẫn ươm luôn. Con này chơi RB này, chơi hai cặp boss 301, chơi RBL những dòng L 4312, 4425, 4425 gip con này quánh ra chắc luôn nha các bác. 4425. Class A thì gip loa châu Âu, loa Mỹ rồi, nghe rất ngọt ngào luôn. Có âm thanh nổi nên là nó rất mực, rất là mạnh mỹ. Hay là volume tổng đang tiếng hiệu vào. Máy thì đẹp ngất ngay rồi. Giờ sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Thì giá bên em là luôn luôn bao ship nha. Các bác cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên, cọc khoảng 1,5-2 triệu nha. Đây, em mời tất cả các bác cùng ngắm vẻ đẹp của nó nha. Còn là như mới luôn. Đây, mạch này 4 tụ. Con này chạy tới là 8 con một phát nha các bác. Các bác nào chơi những dòng mà 2000 rồi bác, 2000, 1500, 2000, nó chạy có 4 con một phát thôi là cầm mà các bác thấy nó mạnh rồi. Còn riêng con 1090G nó chạy tới 8 con một phát nha, và chạy nguồn là nguồn xuyến nha các bác, nguồn xuyến nha chứ không phải là nguồn thường đâu nha. 4 tụ là nguồn. Đây là bo tín hiệu này. Bo tín hiệu trụ tín hiệu là bo mạch âm sắc, mà với trái với phải này. Đấy. Các bác thấy đồ đẹp không? Một 1090G là một dòng âm ly rất hay các bác của Denon. Thứ nhất sở hữu lực cái lực tiếng bass mạnh mỹ, dày tiếng, và thứ hai nó được trang bị chạy MOSFET chạy class A nên các bác nghe nó sẽ thiên về độ ngọt ngào khá là nhiều, độ ngọt thiên với cái độ tiếng bass khỏe, chất lượng dày tiếng đặc trưng của Denon thì các bác sẽ có một sự trải nghiệm rất là hay, dễ ghép loa, chơi được rất là nhiều dòng loa từ bass 40 trở lại là quánh tốt hết nha các bác. 1090G rất là khỏe. 250W trên những con Omni Denon thì nó rất khác biệt so với những dòng Omni khác nha. Rồi, đây là hai số điện thoại chính của em. Bác nào lấy con 1090G này thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại phía trên. Cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên, còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200 nghìn nha, còn 15 triệu 3.